thuật cưới ngày hôm nay á, thì thứ nhất là được sự vui vẻ là tất cả là bà con cô bác cả đều là hướng về với tân hôn được trăm năm hạnh phúc. Đó là một đức của sự thế này. Về đến là tôi tân hôn rất tỏ tình tạ ơn tất cả các phụ các anh các bà và bà con xa gần cũng như các bạn trẻ. Và để tiếp tục cuộc vui hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bà của chú rể, tức là mẹ của bố của chú rể đó, thật là chú vui cả chúng ta. Tôi thấy là chúng ta chưa hưởng ứng mà vui với lại nhà đôi tân hôn, nhưng mà đặc biệt á là hôm nay có bà nội của chú rể và đây là bà sư của bà nội chú rể và muốn giúp chương trình văn nghệ ngày hôm nay đối với tất cả các ông các bà và vui với lại tất cả các bạn trẻ của chúng ta để tạo khí thế. Và trong cái chương trình văn nghệ này cũng muốn nhắn gửi tới Hải và Hòa thân mến, đây là hai người bạn thân yêu của các bạn và các cháu. Thì trong chương trình trong ngày hôm nay, hai người già đó thì nói là tôi lên hàng được, tôi tha khám đá được, nhưng mà bài hát thì tôi không đọc được, thì nhờ các anh đọc thay. Thì nhân danh là bạn bè và con cháu của các bà dân xin ra mặt giúp đi với lại chú ông bà và tất cả các bạn.
trốn khóc. Các em và các cháu, hôm nay nhân ngày thành hôn của cháu Nhật, gia đình được ra đây, thứ nhất là thăm đất thánh và mộ ông cũng như mộ cô. Nhân dịp này, hai cháu Nhật Trang là hai cháu mới, là cháu mới cùng ra, và đặc biệt có ông cậu và mấy em ở thành phố xuống để dự đám cũng ra thăm mộ nơi đây. Các em và các cháu nhìn quanh mộ của ông và của cô mến, các em thấy là đứng giữa đầu mộ là cháu Bản và em Trinh, con cậu Y.